con hãy dành một chút thời gian để xem lại những lời dặn dò của cô. Tiết vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về sự thành lập và cấu trúc sơ đồ tổ chức của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc. Vậy thì đời sống về vật chất và tinh thần của người Việt thời Văn Lang và Âu Lạc như thế nào? Cô mời các con chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài số 15, đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc. Kiến thức cần đạt. Sau khi học xong bài này, các con sẽ mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc, và chúng ta sẽ nhận ra những đặc trưng văn hóa của người Việt hình thành từ thời Văn Lang, Âu Lạc như thế nào nhé. Cấu trúc bài học. Bài 15. Đời sống của người Việt thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc sẽ gồm có hai nội dung lớn. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về đời sống vật chất. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về đời sống tinh thần. Và trong tiết học này, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu đời sống vật chất của người Việt nhé. Nào, mời các con chúng ta cùng tìm hiểu với cô về một La Mã, đời sống vật chất. Dựa vào nội dung kiến thức trong sách học sinh trang số 77, 78 và 79, thì các con chúng ta hãy trả lời cho cô hai câu hỏi như sau. Kinh tế chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì? Và ngoài ra, họ sẽ còn giỏi trong những ngành nghề nào nữa hay không? Nào, các con chúng ta đọc sách học sinh đi. Dựa vào sách học sinh, các con chúng ta đã đọc xong rồi, thì chúng ta sẽ thấy là cư dân Văn Lang chủ yếu sống bằng nghề nông trồng lúa nước. Bên cạnh đó thì họ còn trồng thêm những loại cây hoa màu như là khoai, đậu, cà, bí bầu, vân vân. Đây là những loại cây hoa màu. Bên cạnh đó thì người Văn Lang, Âu Lạc còn trồng thêm những loại cây ăn quả. Cô lấy ví dụ như là câu, trầu, chuối và cam. Và có thêm những ngành nghề khác như là nghề trồng dâu, chăn tằm, đây là nghề đánh cá. Và hai hình ảnh dưới đây đó chính là ngành chăn nuôi. Thì các con sẽ thấy là những con vật gì ngày trước chúng ta đã biết cách chăn nuôi. Đó là con gà, vịt, heo, trâu bò. Cô mời các con chúng ta cùng quan sát ba hình ảnh trên đây, thạp đồng, trống đồng ngọc lũ và hình trang trí trên trống đồng. Thì dựa vào những hình ảnh mà cô cung cấp cho các con, thì các con trả lời cho cô biết là nghề nào thời bấy giờ đã được phát triển. Thạp đồng, trống đồng và hình trang trí trên trống đồng. Thì con sẽ thấy là hay lặp lại chữ gì nè? Đó là chữ đồng đúng không? Vậy thì đây chính là ngành gì các con? Đây là ngành nghề luyện kim. Cô mời các con chúng ta quan sát hình 15.1. Trong sách học sinh của các con cũng đang có, được nằm ở trang 77. Đây chính là mặt trống đồng ngọc lũ. Ngày nay được đặt ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Và trên mặt trống đồng ngọc lũ này có khắc rất là nhiều hoa văn. Thì các con chúng ta nhìn qua phía bên tay phải, đây chính là những hình phóng to từ những mặt hoa văn trên trống đồng. Thì các con chúng ta sẽ thấy có những hình ảnh gì? Thứ nhất, đây chính là hình ảnh xả gạo. Thứ hai, đây chính là hình ảnh chèo thuyền.
Cái thứ ba thì đây chính là ngôi nhà của người Việt thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc. Và hình cuối cùng đây chính là một trong những sinh hoạt văn hóa của người Văn Lang, Âu Lạc, đó chính là họ nhảy múa trong những ngày lễ hội. Và chính giữa trống đồng sẽ có hình ngôi sao có nhiều tia tượng trưng cho mặt trời. Và xung quanh có nhiều hoa văn như cô đã phân tích vừa rồi, như là hình chim muông, thuyền, hình người giã gạo. Cô mời các con cùng quan sát hình ảnh trống đồng Ngọc Lũ. Và một chiếc trống đồng sẽ gồm có 3 bộ phận. Thứ nhất đó là mặt trống, thứ hai là tan trống và thứ ba là thân trống. Và trống đồng được dùng làm một loại nhạc khí trong các lễ hội. Các con chúng ta đang quan sát những hình ảnh hoa văn được khắc trên trống đồng. Vậy thì những hoa văn trên trống đồng có ý nghĩa như thế nào? Hoa văn sinh động thể hiện cho đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. Khi mà các nhà khảo cổ học tìm hiểu về lịch sử cũng như là thế hệ con cháu chúng ta tìm hiểu về đời sống của người dân, của ông cha chúng ta đời trước, thì chúng ta có thể tìm hiểu qua những hoa văn trên mặt trống đồng này. Chúng ta sẽ hiểu hơn về cuộc sống thường ngày và những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của ông cha chúng ta được thể hiện như thế nào. Sau đây chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi như sau. Dựa vào sách học sinh, cho cô biết thức ăn chính của cư dân Văn Lang là gì? Và em hãy cho biết cư dân Văn Lang, Âu Lạc sử dụng muôi đồng, thạp đồng để làm gì? Các con chúng ta chưa hiểu về muôi đồng, thạp đồng thì cô mời các con chúng ta sẽ cùng nhìn hình 15.3 thạp đồng Đào Thịnh và hình ảnh 15.5 muôi đồng Đông Sơn. Đây chính là một mâm cơm thường ngày của người dân Văn Lang, Âu Lạc. Các con sẽ thấy là trong mâm cơm lúc nào cũng sẽ có cơm, đúng không? Cơm nếp nè, cơm tẻ, rồi rau, cà, thịt cá. Đây là những loại cây trái mà họ trồng thường xuyên, quanh năm đều có trái, đều thu hoạch được. Vì là một nước nông nghiệp cho nên chúng ta sẽ thấy là sẽ có thịt, chả cá. Và trên mâm đồ ăn của người Việt Nam chúng ta hiếm khi nào không có một chén nước mắm và thêm những cây ớt để mà làm tăng hương vị của thức ăn, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là thức ăn hàng ngày sẽ gồm có cơm nếp, cơm tẻ, rau, cua, tôm, cá ốc. Và ngày lễ, ngày Tết thì sẽ có thêm bánh chưng và bánh xày. Và họ còn biết làm muối, mắm cá và dùng gừng làm gia vị. Và đây chính là muôi đồng và thạp đồng cô đã giới thiệu cho các bạn vừa rồi. Muôi đồng là một dụng cụ trong bữa cơm của người Việt, chứng tỏ người Việt đã ăn cơm, biết sử dụng nhiều vật dụng gấp thức ăn. Còn thạp đồng thì dùng để đựng lúa, chứng tỏ hạt lúa đối với người dân Văn Lang, Âu Lạc rất là thiêng liêng, nên cư dân đã trang trí thạp đồng rất công phu. Các con chúng ta cùng quan sát nhé. Về đời sống vật chất thì sẽ gồm có phương tiện di chuyển và có nhà ở. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với cô. Cư dân Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu đi lại bằng phương tiện gì? Và hãy cho biết nhà ở của người Việt có đặc điểm như thế nào? Và giải thích cho cô biết vì sao nhà ở lại xây dựng như vậy? Cô mời các con cùng quan sát những hình ảnh minh họa cho phương tiện di chuyển lúc bấy giờ của người Việt. Vậy thì các con chúng ta trả lời được cho cô câu hỏi cư dân Văn Lang, Âu Lạc sẽ chủ yếu đi lại bằng phương tiện là thuyền. Bởi vì lúc bấy giờ các chiền chạ được xây dựng bên bờ những con sông. Chính vì vậy
thì phương tiện chủ yếu lúc bấy giờ sẽ là bằng thuyền. Vậy thì nhà ở của người Văn Lang Âu Lạc như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhìn vào hình ảnh được khắc trên hoa văn trống đồng Ngọc Lũ. Các con chúng ta có biết là hoa văn đang khắc về cái đặc trưng ngôi nhà của người Việt cổ chúng ta là ở nhà gì không? À, nếu như hơi khó thấy thì cô mời các con sẽ đến với hình ảnh dễ quan sát hơn. À, vậy thì các con chúng ta có biết là người Việt cổ họ ở trên những ngôi nhà có cái cấu trúc như thế nào không? Cư dân họ sẽ làm nhà ở những vùng đất cao ven sông và ven biển hoặc trên sườn đồi. Họ làm nhà sàn để tránh thú dữ. Và các con chúng ta có thể thấy là nhà sẽ có mái cong hình thuyền. Đây chính là mái cong hình thuyền nha các con. Hoặc là mái tròn hình mui thuyền. Và muốn đi từ dưới đất lên nhà sàn thì họ sẽ đi lên một cái cầu thang được làm bằng gỗ. Và câu hỏi tiếp theo đó là em hãy cho biết trang phục và kiểu tóc của cư dân Văn Lang như thế nào. Chúng ta có thể chia ra làm hai mục đích. Thứ nhất đó là trang phục ngày thường của người Văn Lang Âu Lạc họ sẽ mặc như thế nào. Còn đối với ngày lễ hội thì trang phục có gì khác so với ngày thường hay không? Cô giới thiệu cho các con, đây chính là hình ảnh trang phục ngày thường của người Việt. À, nam thì sẽ đóng khố, mình gần như chân đất. Nữ thì sẽ mặc váy, áo xẻ giữa và có yếm che ngực. Vậy thì tại sao lúc bấy giờ người Việt cổ chúng ta lại đi chân đất? Đó là bởi vì kinh tế chính của người Việt đó chính là nông nghiệp, đúng không? Chính vì vậy thì họ sẽ sử dụng đôi chân đất để có thể di chuyển tiện đi ra ngoài đồng để mà làm việc cày cấy. Còn đối với trang phục ngày lễ hội thì họ sẽ mặc trang phục có phần đặc biệt hơn so với ngày thường. Các con có thể quan sát, đây là hình ảnh một bộ trang phục rất là cầu kỳ, nhiều chi tiết của một người con gái thuộc dòng dõi quyền quý. Cô nghĩ đây có thể là con gái của vua. À, các con sẽ thấy là họ sẽ mặc yếm nè, áo xẻ giữa, váy dài ha. Và ngày lễ hội thì nam sẽ mặc khố dài, đội mũ cắm lông chim. Nữ thì sẽ mặc áo và váy xòe và sẽ đeo đồ trang sức. Còn sau đây là những kiểu tóc của người Việt cổ chúng ta. Có bốn cách để tóc. Thứ nhất đó là để xõa. Thứ hai đó là sẽ búi sau đầu. Thứ ba là tết đu sam. Hoặc là cách thứ tư đó là họ sẽ đội mũ trên đầu và sẽ đeo đồ trang sức nhìn rất là quý phái phải không các con? Sau đây cô mời các con chúng ta sẽ ghi bài phần 1 La Mã đời sống vật chất. Khác với những bài học trước đó thì phần ghi bài của bài 15 ngày hôm nay sẽ khá dài, cho nên là cô sẽ cho các con chúng ta 3 phút để ghi bài nhé.
như các con chúng ta vẫn chưa kịp ghi bài thì các con có thể bấm tạm dừng slide để mình ghi cho nó cẩn thận và sạch sẽ nhé. Đây chính là phần hướng dẫn học tập. Các con chúng ta sẽ học bài, sau đó sẽ đọc sách tiếp phần 2 La Mã bài 15, đời sống của người Việt thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc. Cô mến chào các con và chúc cho các con luôn chăm ngoan và học tốt.